cũng có một chút yếu tố giải đố ở trong cái game này. Đây, lùi được một đoạn đây này. Nhưng mà chưa đến cái thời điểm ông ấy trẻ hơn. Khi trời mưa thì từ xuyên qua tốt hơn là phủ lên. Tôi không quan tâm. Dường như những ký ức này chỉ xảy ra theo những quãng thời gian ngắn. Chúng ta cần tìm kỷ vật để tiếp tục dịch chuyển hoặc là cứ ở đây mãi mãi. Gì mà, tôi chỉ thưởng thức cảnh này thôi. Ông ấy đang che cho ngôi mộ này. Ưng thú mỏ vịt nhồi bông. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ loại động vật này có quyền tồn tại nữa. Thế giới này không đủ lớn cho cả ông và nó. Cửa mở rồi. Kết thúc rồi, River. Giống như em, anh đã có thể dõi theo nó mỗi ngày. Nó sẽ không cô đơn nữa. Mà sao? Anh không bao giờ hiểu vì sao, nhưng anh trân trọng mong ước của em. Anh chắc rằng Ania cũng rất hạnh phúc cùng em. Mà sao? Là con gái à? Nhưng khi anh chết đi, ai sẽ dõi theo chúng ta đây? Ông ấy đang nói chuyện với lại vợ. Cô là ai? Tôi tên là Eva. Tôi chỉ đi ngang qua. Bà ấy là vợ ông. Phải, tên bà ấy là River. Một cái tên đặc biệt. Thiết phải như thế. Bà ấy không phải làm điều đó. Nhưng bà ấy, cô sẽ không hiểu đâu. Tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu. Đúng là mình không hiểu thật. Dữ liệu nó đưa ra là chưa đủ hiểu câu chuyện nó như thế nào. Nhưng mà nhạc hay quá. Vừa nãy mình cũng nhận được thêm một dữ kiện này, này. Tức là Anija, ông ấy và bà vợ đều dõi đến một người tên là Anija. Bà vợ ông tên là River và đã mất rồi. Trong khi chờ bà đến, tôi cứ nghĩ bà đã rơi khỏi vách đá. Bà đã làm gì vậy? Thưởng thức cảnh trong ký ức thôi, chứ gì nữa. Gặp may chút nào không? Quá chừng, bự chảng, khủng bố luôn. Nơi này hình như trống rỗng. Đây là hải đăng, bà chờ đợi gì chứ? Dù thế nào tôi sẽ đuổi kịp bà phía bên kia, cứ vui vẻ đập phá thùng tiếp đi. Hình như kia bay trước à? Cần phải hai cái nữa cơ. Một chiếc đèn hải đăng đã hỏng. Ông này ông hiện ra này. Ông này ông lên đây ông ngồi ngọn hải đăng. Ông ấy ngắm cái đèn hải đăng đã hỏng. Và lúc nào cạnh ông ấy ông cũng có một cái con búp bê. Là con thú mỏ vịt. Và ông ấy gấp rất nhiều thỏ. Khó hiểu quá. Hình như hai người này có một người con tên là Anija. Và theo như những gì ông ấy nói thì có thể là đứa con đã mất rồi. Tại vì là ông ấy bảo là vợ và con ông ấy cũng bây giờ có thể ở bên nhau mà.
ID à, ID này là nó cho mình biết là cái số lượng mình có thể lật nhỏ nhất để hoàn thành cái này. Như cái này tôi nhìn thì quá đơn giản rồi. Ấn đây này, ấn đây này, và sau đấy là ấn đây. Đi thôi. Ồ, trẻ hơn rồi này, trẻ hơn rồi này. Đến thời kỳ ông ấy trẻ hơn rồi này. Vợ vẫn sống hay sao đã đủ rồi. Có tiếng tim đập. Sau khi trả tiền phẫu thuật à, cho cuộc phẫu thuật của em, chúng ta còn lại vừa đủ cho nó. Vậy em đừng lo nữa nhé. Lời nói dối trắng. Anh gọi nó là thế phải không? Không phải, anh chắc rằng chúng ta có thể. Dừng lại đi. Gia đình có vẻ đang thiếu tiền, và cái cuộc phẫu thuật cho bà này sẽ tốn rất nhiều tiền. Dừng lại đi. Và bà ấy không muốn phẫu thuật thì sao? Em không thích khi anh nói dối. Em đã tính toán tài chính của chúng ta, em biết nó ra sao. Sao anh cứ cố thuyết phục em đi ngược lại điều em muốn? Chúng ta không cần tiền cho hóa đơn viện phí của em, River. Anh hiểu rằng Anija có rất nhiều ý nghĩa với em, nhưng thế này là quá nhiều rồi. Bà này đang mang thai, tôi đảm bảo luôn. Và bây giờ phải thực hiện cuộc phẫu thuật và nó tốn quá nhiều tiền và có thể ảnh hưởng đến cái thai. Ông này ông ấy chắc là ông muốn giữ vợ hơn là giữ con. Đấy là tôi đoán nhé. Có thể đúng hoặc sai, chúng ta hãy tiếp tục nào. Anh hiểu rằng Anija có rất nhiều ý nghĩa với em, nhưng thế này là quá nhiều rồi. Ý anh là nó còn không phải là. Anh biết điều gì làm em hạnh phúc phải không, Juni? Gì chứ? Anh biết không? Có, anh biết. Em chỉ mong anh sẽ giúp em làm điều đó. River. Khi giấy tờ về cuộc phẫu thuật đến đây, em sẽ không ký đâu. Anh làm gì với tiền của chúng ta là tùy anh. Nhưng nếu anh muốn làm vừa lòng em muốn anh dùng nó để xây xong ngôi nhà. Và sau đó, cho mỗi ngày anh sống ở đó, em muốn anh chăm sóc nó. Anija là ai nhỉ? Và nó là cái gì? Nó không phải là bà ấy có thai à? Thăm nó, trò chuyện với nó, làm cho nó vui. Em không muốn nó cô đơn nữa. Bà này bệnh nhưng mà không muốn dùng tiền để phẫu thuật, mà muốn dùng tiền để xây ngôi nhà. Và muốn ông này ở đây và chăm sóc nó. Mà ở đây có thể là con Anija. Vậy còn em thì sao? Hạnh phúc. Em sẽ hạnh phúc. Johnny, gì thế? Em đã làm cái này. Nó cho em nghe nó là gì? Nói cho em nghe nó là gì? Chắc là viết thiếu chữ y ấy. Gì cơ? Cứ nói cho em nghe đi. Một con thỏ giống như những con khác em vẫn làm. Thì ra là thỏ trong nhà này không phải do ông này gấp mà là do vợ ông ấy gấp. Gì nữa? Nó làm bằng giấy. Gì nữa? Thân nó màu vàng, còn lại đều có màu xanh. Tốt lắm, gì nữa? Nhìn này River, anh đã viết một bản nhạc dành tặng em. Được rồi. Vậy em có muốn nghe không? Có chứ. Ông này có phải nhạc sĩ nhỉ? Anh không phải mang cả piano đến đây vì điều đó đâu. Em vẫn nghe rõ với cửa mở mà. Ông này mang cả piano đến đây để đánh bản nhạc mới viết cho vợ nghe. Bản nhạc tên là Tặng River.
Sao xến thế? À, chỉ là những ký tự thôi mà. Không hiểu sao là nó cũng chưa có gì nhiều, nhưng mà tôi cảm giác nó rất là sâu lắng. Cảm giác là cái cảm xúc của mình nó bị trầm lại khi mà xem họ đối thoại với nhau. Ai là Aniya ở trong câu chuyện của họ vậy? Đấy cũng là điều mà tôi đang thắc mắc anh em ạ. Nếu cô ta quan trọng đến thế, sao chúng ta không thấy cô ta trong ký ức gần nhất? Tôi đoán là ông ấy không giữ lời hứa. Có thể. Trừ khi gì? Không có gì. Thằng này không thấy, nhưng mà con bé này ở cái ký ức trước là nó đã nghe thấy ông ấy nhắc đến Aniya rồi mà. Và ông ấy nhắc là Aniya đã được ở cùng với lại bà vợ của ông ấy một cách vui vẻ. Không có gì. Này, cùng một bản nhạc hai đứa nhóc đã chơi phải không? Tôi đoán ông ấy đã dạy chúng. À biết không, tôi quá nam tính cho thứ này. Tôi đi trước đây. Tôi đã có đủ đường dẫn kỷ vật rồi. Bà muốn đi nhờ cho lẹ hay ở lại? Tôi sẽ ở lại và tìm hiểu thêm. Đi trước đi, tôi sẽ đuổi kịp ông sau. Bà còn nhớ những ngày mà ký ức âm thanh đuôi MP8 vẫn còn hợp pháp không? Vãi cả MP8, bây giờ mới có MP3 mà chúng nó đã nghe MP8 rồi. Tôi nghĩ tôi đã mang về nhà khoảng 2.000 bài hát trong năm đầu làm việc. Bộ quần áo mới của hoàng đế viết bởi Hans Christian Andersen. Tức là tất cả những kỷ vật này đầu tiên tôi tưởng là của ông này, nhưng hóa ra là của vợ ông ấy. Và ông ấy vẫn cất giữ nó một cách rất là cẩn thận. Note Paper Rabbit. Hai cái rồi mà. Bột hoa sẽ là chỗ để mình di chuyển. Forever này là dành tặng River ấy, bài bản nhạc dành tặng cho vợ ông ấy. Và nó không mang lại một cái điểm ký ức nào cả. Hũ đựng bột nhào, một chai ô liu ngâm. Ai đó thật sự thích thứ này. Tớ đã nói mà, không có cách nào đâu. Nicolas. Nicolas là ai? John. Nếu chúng ta chia nhỏ nó ra thì sao? À, đây là ông này nhờ bạn đến. Đây là một cảnh, một cái giai đoạn khác ở trong ký ức gần đây, là ông nhờ bạn đến để đưa cái piano vào phòng của vợ, nhưng mà nó quá to nên là bây giờ phải chia nhỏ nó ra. Nhìn này gì, nhìn chúng ta đi John, chúng ta không còn ở cái tuổi để di chuyển piano nữa đâu. Cậu biết gì không? Nếu điều này có ý nghĩa đến thế với cậu, tớ sẽ gọi những người chuyên nghiệp đến làm giúp. Tớ không thể giúp cứu căn nhà đó cho cậu, nên đây là điều ít nhất tớ có thể làm. Tức là ông này có một căn nhà nào đã bị hỏng à? Tức là có một căn nhà nào đấy mà ông này ông muốn giữ lại. Đấy cũng là căn nhà mà ông vợ ông ấy muốn giữ lại, nhưng mà không thể làm được gì. Và hình như là ông ấy vẫn đang cố giấu vợ, và ông bị bệnh. Rồi, chúng ta di chuyển tiếp xem câu chuyện nó sẽ dẫn đến đâu. Mình được lật 4 lần.
mình phải lật mất 5 lần rồi, nhầm một tí thôi mà. Không biết có ảnh hưởng gì không? Bó hoa được lấy từ đây. Lùi hơn một chút. Cuối cùng. Nhìn xem chúng ta có gì đây này. Ừ, đây là từ lúc mà căn nhà ấy mới đang được xây. Tức là nó cũng được xây không phải là quá lâu trước đây. Lúc này là tóc ông ấy đã bạc rồi này. Tại vì là ông ấy không phải là màu tóc này. Tóc của ông màu nâu. Bây giờ là bạc rồi. Tôi cá là họ nhìn thấy vách đá này và nghĩ nó không đủ nguy hiểm khi không có ai sống trên đó. Tức là hai vợ chồng ông ấy khi mà đã về già rồi, bắt đầu họ mới xây cái căn nhà này. Và có vẻ như cái việc xây căn nhà nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiền để chữa bệnh cho vợ. Isabel, Nick gọi và nói tôi nên đến. Ông này có vẻ đang mệt, chóng mặt. Tôi mang cho anh lọ ô liu ngâm, thức uống ưa thích phải không? Tôi đã nghe về River. Cô ấy sẽ ổn chứ? Đây là ông ấy đang rất là buồn. Có lẽ là lúc này mới biết bệnh của vợ. Bệnh của cô ấy chuẩn đoán lúc quá trễ. Thật may mắn, nó có thể chữa được. Nhưng hóa đơn viện phí thì... Chúng tôi không đủ để lo cho ngôi nhà này, Isabel. Chỉ còn đủ để chữa bệnh cho cô ấy. Tôi chỉ vừa yên tâm rằng cô ấy sẽ ổn, nhưng cô ấy không biết nơi này có nhiều ý nghĩa thế nào. À, cô không biết nơi này có nhiều ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy đâu. Cô ấy sẽ rất đau khổ. Tôi sẽ giúp, nhưng Ted và tôi cũng đang khó khăn từ khi thị trường khủng hoảng. Anh sẽ làm gì bây giờ? Tôi sẽ nói rằng chúng tôi có thể xây được nó. Tôi sẽ nói rằng chúng tôi đủ sức để lo cho mọi thứ. Tôi không muốn cô ấy bị điều gì, cô ấy làm điều gì điên rồ. Anh không nên nói dối cô ấy. Cô không hiểu đâu, Isabel. Nếu cô ấy phát hiện, tôi không chắc cô ấy sẽ chọn cách nào nữa. Bà ấy sẽ chọn là không chữa bệnh mà. Vậy thì sao? Nếu cô ấy chọn cứu nơi này thay vì bản thân thì hãy theo ý nó. Nói dễ vãi. Chả có một ông chồng nào yêu thương vợ mà chọn xây ngôi nhà thay vì dùng cái tiền đấy để cứu vợ cả. Nó là những gì cô ấy muốn, thật sự muốn. Nhà thì có thể kiếm thêm tiền để xây sau nhé. Tôi thật sự không thích khi anh cho rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho người khác. Tôi rất ghét nghe cô gọi tôi như thế, Easy. Cô có nghĩ rằng tất cả điều này là vì cô ấy? Còn tôi thì sao, Isabel? Sau chừng ấy năm, chẳng lẽ tôi không được phép ích kỷ một lần? Tôi không muốn cô đơn, Isabel. Tôi sẽ không để cho cô ấy chết. Đó là sự độc đoán rồi. Tôi không quan tâm. Anh đi đâu đó. Tôi sẽ hái thứ gì đó ở đây mang về cho cô ấy. Ít nhất sẽ làm cô ấy bình an. Cô ấy thấy bình tâm. Điều này không khiến cho những gì anh làm bớt sai trái chút nào. Nick muốn tôi đưa cho anh cái này. Anh ấy nói bản nhạc tên là Mọi Thứ Sẽ Ổn. Sẽ không ổn đâu. Không muốn thực hiện lời hứa của vợ. Tại vì nếu mà làm điều đấy thì vợ ông ấy sẽ chết vì không được chữa bệnh. Để tôi xem lấy bản nhạc Mọi Thứ Sẽ Ổn trước.
Đi theo ông ấy rằng chắc ông đi hái hoa về. Không đi được nữa rồi. Xếp mà. Đi lại gần cái xe là được. Không biết nếu mình không chuẩn bị sẽ xảy ra việc gì. Cần 3 lần lật. Ba lần lật được cái này á. Nó vẫn tính luôn ạ. Vừa ấy mình cần 3 lần là xong, nhưng mà mình ấn lần đầu ấy là phí mất một lần. Tại sao ông lại thích uống cái ô liu ngâm này? Hai gia đình này là bạn bè với nhau này. Cái ông này là giúp chuyển ấy này, chuyển đàn này. Đây là vợ ông ấy, là cái bà vừa đưa lọ ô liu ấy. Vậy là mấy cậu quyết định làm nó đúng không? Phải, việc xây dựng sẽ bắt đầu chỉ trong vài tháng nữa. Hơi khó khăn một chút, bọn tớ phải chia sẻ những hóa đơn. Nhưng với tình hình này bọn tớ sẽ làm được. Tuyệt lắm, có người nhà mơ ước tại một nơi đẹp thế này. Cậu đã làm đám cưới tại ngọn hải đăng ở gần đây nhiều năm trước phải không? À, thì ra là đấy là một nơi rất quan trọng với bà vợ, tại vì là họ đã làm đám cưới ở cái ngọn hải đăng sau nhà ấy. Nên bây giờ họ muốn xây cái ngôi nhà gần cái ngọn hải đăng nơi họ đã làm đám cưới. Đó chưa phải là điều đặc biệt nhất, mà tớ có rất nhiều kỷ niệm với nơi đó. Phải rồi, thật tuyệt khi nghe được vài tin tốt cùng nhau dù chỉ một lần. Nâng ly và chúc mừng cả hai cậu. Này, chúc mừng. Sẽ quay lại ngay. Tôi đi dạo một lát. Tôi cũng thế. Này anh bạn, cũng một thời gian rồi nhỉ. Thế à, ai biết ngày nay sống sót ở thành phố lại khó đến thế chứ. River vẫn khá trầm lặng phải không? Thật ra cô ấy nói nhiều hơn khi ở nhà và cùng với Isabel. Tớ đoán cô ấy vẫn chưa quen với cậu. Haha, vậy tớ là người xấu ở đây hả? À này, cậu đã kể cho River nghe về điều đó chưa? Tớ nói rồi. Cô ấy phản ứng thế nào? Hầu hết thì cô ấy chấp nhận được.
nhưng đôi lúc à, phát cáu với tớ. Kể từ vụ tai nạn, cô ấy bắt đầu gấp những con thỏ giấy kỳ lạ. Có vụ tai nạn hay đúng là Anija là con của họ và đã mất trong vụ tai nạn thật nhỉ. Thỏ giấy origami phải, rất nhiều là khác ha. Tớ cũng từng gấp origami cho con gái tớ mọi lúc. Vậy thì sao nào? Tớ không nghĩ nó giống nhau. Cô ấy chẳng làm gì ngoài việc gấp những con thỏ ngày này qua ngày khác. Nhà bọn tớ bị chúng phủ đầy rồi, theo nghĩa đen. Isabel có nói điều gì là dấu hiệu thông thường với tình trạng River không? Có, nhưng đôi lúc cũng không đúng thời điểm lắm. Sao? Khi tớ hỏi River, cô ấy chẳng bao giờ trả lời. Thay vào đó, cô ấy bắt đầu nhìn ra xa xăm, như thể cô ấy muốn điều gì từ tớ vậy. Và điều lạ là tớ cảm thấy tớ nợ cô ấy điều gì đó, chẳng hiểu nữa. Cậu đã hỏi Isabel chưa? Rồi cô ấy nói sẽ trò chuyện với River, rồi chẳng có gì xảy ra. Chà, điều này có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng tớ phải nói với cậu. Tớ biết cậu từ thời tiểu học và cậu có tính xấu là hay nghĩ quá nhiều. Cậu thường tưởng tượng ra nhiều thứ, không có gì phải lo lắng quá thế. Thường khi ai đó nói điều đó, điều này là lại có gì đó không ổn. Như tớ sẽ cho cậu thấy cái lợi của việc nghi ngờ, cậu có thể đúng đấy. Có thể tớ luôn đúng, John. Ở đây có một vụ tai nạn. Chờ đã, vậy ngay cả ông ấy cũng không biết mấy con thỏ kia ấy nghĩ gì. Quên đám thỏ ngu ngốc ấy đi, chúng ta còn vấn đề lớn hơn. Đây là ký ức đã bị hạn chế và không có kỷ vật nào xuất hiện cả. Đừng lo, chúng ta có thể lấy ra vài cái từ ông ấy. Bằng cách nào? Để cho tôi sẽ thăm hỏi chủ quán rượu trước đã. Xin chào, ngài cần chi? Hey yo, làm ơn cho tôi một cốc ô liu nhé. Tất nhiên rồi, tiền mặt hay thẻ? Ký ức xác, à ký xác. Tôi xin lỗi, chúng tôi không nhận xét. Ồ, vậy thì cứ ghi vào hóa đơn cho tôi. Chờ đã, nghĩa là ngài không có chút tiền nào à? Anh phiền quá, tải lại đây. Xin chào ngài, tôi lấy cho ngài gì đó nhé. Hey yo, làm ơn cho tôi một cốc ô liu nhé. Tất nhiên rồi, tiền mặt hay thẻ? Ghi hóa đơn cho tôi đang cảm thấy hứng khởi hôm nay. Ồ, xin cảm ơn thưa ngài. Đây là cốc ô liu của ngài. Cảm ơn nhé anh bạn, anh sẽ nhận được một đống tiền bo hôm nay đấy. Cảm ơn thưa ngài. Ông là đồ ngốc nghèo. Ôi thư giãn đi nào. Lấy dữ kiện kiểu rất bố đời luôn. Tải lại, lập trình lại luôn. Ồ, có phải anh vừa đưa ra một ly ô liu ngâm không? Đúng rồi, anh cũng là người yêu ô liu sao? Tất nhiên rồi, tôi vừa lấy một ly đây này. Cho tôi tham gia với nhé. Tất nhiên rồi, sao anh không ngồi xuống đi, chúng ta sẽ thưởng thức cùng nhau. Ồ, phải rồi, nghe hay đấy. Eva tắt chế độ giả lập mùi vị ngay lập tức. Ôi Neo, tôi cảm thấy không thích làm thế. Tôi sẽ xử bài. Thằng này nó rất ghét ô liu nhưng mà nó phải giả vờ thích ô liu để nói chuyện với ông này. Vậy cùng nâng cấp chung nào. Ô hô hô, á ạc ạc. Anh ổn chứ? Vâng, tôi chỉ đang thưởng thức mùi vị ô liu tuyệt vời thôi. Chúng quá ngon phải không? Phải, tôi chỉ không hiểu làm sao người ta tìm ra thứ tuyệt vời đến thế này. Cứ tận hưởng đi, chúng tôi còn hai chai lớn đây này. Hai chai lớn nữa, uống vào. Vì thế tôi nói, này, thế là không đúng. Mà họ hoàn toàn đồng ý. Và anh có biết điều gì không ổn với xã hội ngày nay không? Mình có những cái dữ liệu về quá khứ của ông đấy là mình có thể nhảy được thôi. Nói chuyện này là một cách để lấy những cái dữ liệu đấy. Phải, tôi thật sự có nó ngay đây. Vì sao? Tôi có thể nhìn nó một lát không? À, được chứ. Nó đây. Và đóng băng.
Thế là xong. Ôi chúa ơi, ô liu ngon chín đều. Ồ, ngậm miệng bà lại. Chờ đã, sao ông dám? Đừng lo mà, si. Thấy chưa, tôi đang dùng những quyển sách. Smart. Neo, một cách nghiêm túc. Tôi đang gắng để vượt qua. Và bà hết cảm hứng rồi. Và bà phá hết cảm hứng rồi. Hoàn toàn xứng đáng. Chuẩn bị. Lần này phải lật 4 lần. Khó nhìn vậy. Chuẩn 4 lần luôn. Perfect.